nguy cơ bị dâm ô, quấy rối, xâm hại tình dục đang bủa vây trẻ em ở khắp mọi nơi. Trong ngôi nhà của chính các em, sân chơi, trường học và cả ở những nơi công cộng. Ở khu chung cư thì cái mật độ, cái việc mà cái cư dân sinh hoạt ấy, nó vắng vẻ hơn so với những cái khu vực đông dân cư khác, những cái khu dân cư khác. Thứ hai nữa là các gia đình thường là cũng ít có cái sinh hoạt chung với cộng đồng, ít biết lẫn nhau. Cái thứ ba nữa là liên quan đến ở đây có nhiều cái góc khuất, nhiều cái nơi mà có thể những kẻ xâm hại có thể lợi dụng, sử dụng chúng để mà tấn công các em bé. Theo Hiệp hội Quốc gia phòng chống bạo hành trẻ em, cứ 4 trẻ em gái có 1 trẻ bị xâm hại tình dục, cứ 6 trẻ em nam thì có 1 trẻ bị xâm hại tình dục. Tại Việt Nam, tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục liên tục gia tăng và phức tạp khi nạn nhân ngày càng nhỏ tuổi. Rất nhiều trường hợp mà khi nếu như trẻ em mà về mà kể với cha mẹ là có người này người kia đụng chạm con hay là có những cái hành vi quấy rối con thì đôi khi là bị cha mẹ mắng ngay, cả là khi mà nói với giáo viên thì giáo viên hay nhà trường cũng không có những cái kỹ năng để mà xử lý, và như vậy thì vô hình chung là đang quy cái lỗi cho trẻ em, là trẻ em chính là các em chính là có lỗi khi mà các em có thể bị xâm hại thì, hay là quấy rối ở bên ngoài. Chúng ta cần phải tăng cường cái giáo dục pháp luật, cái ý thức thực thi pháp luật, và pháp luật làm sao phải đủ sức răn đe để mà làm sao cho khi một đối tượng muốn hoặc là có ý định muốn xâm hại tình dục trẻ em hay là muốn bạo lực đối với trẻ em thì phải trong cái suy nghĩ, trong cái hành động là phải đắn đo, phải chùn bước. Vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi nghĩ rằng là cái kỹ năng, cái nhận thức và kỹ năng của chính trẻ em, của các bậc cha mẹ cần phải được nâng cao hơn nữa. Hơn 1.000 vụ xâm hại tình dục trẻ em mỗi năm, còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn ngoài xã hội khi những kẻ gây tội ác vẫn đang ở trong bóng tối và không hề bị tòa án lương tâm phán xét. Và trẻ em thì vẫn tiếp tục sống trong lo sợ.